Gia Bảo cơ sở 1. Dạ cô. Con nghe cô nói là con thêm số 0 ở trước số 3 giúp cô. Con đổi tên đi, thêm số 0 vô nữa nha, để cho cái danh sách nó nhảy ra đúng thứ tự á. Rồi, tôn trọng Bảo Ngọc mở cam lên con. Cô nãy giờ nằm mà nó cô ơi, cái chơi bài này cô đang lên sức chưa vậy cô? Bây giờ tụi con cứ làm bài tập đi nha. Làm tới câu 3 rồi sau đó đợi đúng không cô? Mày viết nguyên đề luôn hả cô? Mình viết cái câu hỏi rồi mình viết cái câu trả lời coi. Chẳng hạn như đơn vị thơ thời gian trong thông, nghĩa là mình viết cái câu hỏi xong rồi mình ghi câu trả lời ra được chưa, chứ không có viết hết nha. Dạ. Rồi. Rồi cô kéo lên. Chí Dũng ơi mở cam lên con. Bạn Nhi Hân ơi. Nhi Hân ơi.
Coi bạn là cô kéo cái câu hay lên đi cô, con chưa làm xong. rồi À, được rồi rồi. bạn Nhi Hân ơi, Cô Hồng gọi con kìa Duy Hưng. mic lên con. Hơi bật mic lên chứ lực. Dạ. Rồi Duy Hưng ơi, con ngồi vào bàn, sau đó con đặt cái điện thoại cho nó một chỗ ổn định giúp cô nha. Dạ. Làm thi bài nha con, không có sai sai cái điện thoại. Rất là chóng mặt luôn á. Ủa con à, con lấy qua nè, sao camera tắt rồi con? Ơi, cho con hỏi. Thủ Phong, Mai Thảo, bật camera lên. Ai hỏi gì vậy? Con, cho con hỏi là mình làm bài này nè, mình có cần phải viết đề không ạ? Không biết đề nhưng mà viết câu trả lời nha con. Chúng ta ghi câu hỏi, sau đó chúng ta ghi trả lời, được chưa? Chứ không có Ghi viết hết. hỏi ra rồi ghi câu trả lời thôi, chứ không phải chép lại A, B, C, D rồi khoanh lại, hiểu không? Nhưng mà phải Có chép nghĩa lại không? câu hỏi nha. Dạ. Rồi. Mai Thảo ơi, Cô về là mình ghi ra hết câu hỏi á cô. thì mình chọn mình ghi ra câu hỏi sau đó mình ghi cái đáp án đúng thôi, mình không ghi những cái đáp án sai vào. Dạ cô kéo cô một cho em chép đề vậy cô. Mấy bạn có hiểu À, không? Rồi, nãy do cô không có mic. cô ví dụ cho các bạn à, giống như câu một. Câu một nè, cô lý ví dụ nè, À, nãy giống như cô câu 1, cô để là đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là, cô chọn là tuần, thì cô ghi đáp án là A tuần vào là được rồi, được chưa? Cô ghi câu hỏi xong, cô để xuống dòng, cô để A tuần, được chưa? Chúng ta chọn, viết xong câu hỏi, chúng ta chọn cái nào thì chúng ta ghi ra, rồi chúng ta qua câu khác. Cô, vậy là tổng cộng có mấy câu vậy cô? Có 10 câu không? Rồi bạn. Có xuống được không cô? Em thấy ở dưới cô. Rồi, xong rồi câu số 1 chưa? Rồi Dạ rồi. xuống câu số 2, 3 nè. 2, 3, 4 nè. Hôm nay Trường Khánh trễ nha con. Trường Khánh học Minh Khắc Lễ trễ nha. Rồi, mấy bạn xong câu số 4 chưa? Rồi ạ. Dạ, con tới câu số 3 mà cô cho con xíu.
Ok, Sơn, con chỉ cần ghi nhanh lắm. cô ơi, Sát nữa tiết sau là giờ sinh hoạt nha, cho nên là mấy bạn làm xong rồi cô yêu cầu là nộp đủ hết tất cả 40 bạn lên cho cô, chứ không có đợi 9:30 gì hết nữa đâu nghe mấy bạn. cô có thể kéo nó một chút xíu được không cô? Câu 2 hả? Dạ, tại vì con dí chậm lắm cô. Rồi rồi lẹ nào. Lát cô yêu cầu tất cả 40 bạn đều phải nộp cho cô luôn đó nha. Mấy bạn tranh thủ làm bây giờ, cô không có để tới 9:30 đâu nha mấy bạn. Tại vì tiết sau của mình là tiết sinh hoạt cho nên có thời gian để mình nộp luôn, cô cho phép nộp luôn. Trường Khánh bật cam lên nè. Phúc Trường Khánh làm Khánh. Phúc Khánh ơi, con có làm truy bài không? Có cô nhưng mà cho con làm ở ngoài đi coi, tại trong này mấy bạn tới câu mấy rồi mà con mới vô mà con. Cô nói Phúc Khánh chứ không có nói Trường Khánh. Trường Khánh ơi, mở cam lên làm câu này trước đi. Con làm bắt đầu từ câu 2 xuống đi. Hoặc là câu 4 xuống đi, lát cô mở lại kia cho con. Dạ cô kéo lên câu 5 đi. Rồi mấy bạn xong câu 4 rồi hả? Dạ. Cô ơi, cô kéo số con 5 đi. Câu 5 này chép đề trước đi con. Dạ. Chép cái câu 5 câu hỏi trước khi nào rồi chép câu trả lời sau. Duy Hưng làm bài luôn, lát nộp cho cô liền đó nghe Duy Hưng. Câu số 5 có đáp án D đã nha, chờ cô chút. Bạn Thanh Hải đi đâu rồi? Còn nó người cô Xong chưa mấy bạn? Xong câu số 5 chưa? rồi cô ơi, chưa à, cô không ăn chút nè. Ôi mấy bạn chết chậm vậy. Con đang tới câu 5. Chờ chút xíu nha, chờ mấy bạn chút xíu nha mấy bạn. Dạ. Mình chờ chút xíu đi, lát nữa cô cho nộp 1 giờ luôn ha.
Rồi làm tiếp đi nè, câu số 6 nè. Đăng Khoa làm bài đi con. Dạ con đang làm cô. Cố Lộc qua làm tiếp đi con. Vũ Phong tắt cao làm gì đó con? Cô thấy tiết truy bài là không được tắt cam mà. Những tiết học khác cũng không được tắt nữa con, là tắt cam thường xuyên nha Phong. Rồi hết câu số 8 chưa? Dạ thưa cô, tới câu số 8 nè, cho nên chép đều câu số 8 cô. Chí Dũng ơi, tập trung làm bài cho cô nha. Chó đâu, cô không phải ai đâu. Là tới 10 câu, nhưng mà câu ấy thôi chứ. Chứ 10 chứ 19 câu sau á. Chúng ta có mấy câu sau cái mấy cô làm hết rồi. Mười mấy câu sau, mười mấy câu sau mấy cô làm hết rồi. Mới làm được rồi. Cái năm cái này cô nói tới những là Mai Thảo mở cam lên con.
Xong hết 10 câu chưa? Dạ rồi cô. Dạ chưa Tôi cô, có hai con em còn đi con còn đúng 2 rồi câu. đúng rồi con tới cái phần chấp đề của câu chính rồi cô. Câu số 9 đừng có ghi là chọn từ thích hợp gì nghe chưa? Không có ghi dòng này, ghi ví dụ như câu A đúng là mình bê cái câu A lên, A là khối lượng đo độ nóng lạnh của một vật nè, hiểu không? Không ghi cái, không ghi cái chỗ mà chọn từ thích hợp nha. Em ghi luôn rồi cô. Con ghi hơi hết rồi cô. Con muốn Rồi. ghi nữa. Thôi lỡ rồi thôi. Chỗ này đáp án C nó nằm cùng một hàng luôn nè. Yeah. Rồi xong chưa? Vũ Phong mở cam đây nè. Dạ, con sắp xong rồi. Cô ơi, con lướt con 8 lên chút xíu đi cô. Con xong rồi cô. Rồi bạn nào còn thiếu câu nào nữa, cô kéo lại câu số 1 cho bạn vào trễ nha. Để chứ Câu số 10 xong cô chưa? Học Minh ơi, con vào như vậy rồi con có theo kịp không nhỉ Học Minh? Con cứ bay ra bay vào liên tục như vậy con làm kịp không vậy? Có 10 câu. Rồi bây giờ bạn nào còn thiếu câu nào nữa cô kéo lên lại nè. Chưa có nộp nha. Chưa có nộp. Khi nào mới được nộp cô? Lát nữa cô cho nộp, nộp hết tất cả các bạn luôn. Con làm 10 câu thôi hả cô? Làm 10 câu còn phía dưới nữa con. Phía dưới là bài toán nữa. Cái này là môn khoa học tự nhiên còn môn toán nữa. Rồi bạn, mấy bạn mà chưa vào trễ nè, bạn làm câu 1 câu 2 nào. Học Minh đâu rồi? Học Minh theo kịp không? Học Minh Tôi cho các một miếng ở dưới câu 10 cô. hoàn thành chưa? Làm xong câu 10 hả? Dạ con cũng vậy cô. Con đã Ví chép dụ ngoài mở đề. cam. Có một cái gì đó ở đằng sau đó. Rồi đấy cô mà cô ơi. Được chưa? Chưa có nộp bài Khánh Trinh ơi. Các bạn làm đi ha, rồi mấy bạn chờ chút xíu cô cho nộp nha. Cô ơi, cô mình làm cô 10 là mình sẽ đỡ mấy bạn là đi làm trễ hả cô? Đúng rồi. Xong có 10 chưa? Dạ rồi. Ông hết lớp chưa? Giờ cô Được hỏi lại là chưa? có bạn nào đang làm câu 10 nữa không? Dạ không. Ăn thích
cô đang làm câu 10 cô. Rồi làm đây lại nào. Con làm ơn cô. Rồi bây giờ lấy cho cô cái cây viết khác màu nha. Bây giờ nãy mình làm viết màu xanh đúng không? Bây giờ mình lấy cái viết khác màu cho cô. Rồi bây giờ cô viết viết màu gì cô? Viết màu đỏ, màu viết màu đen. Viết khác màu cho cô nha. Highlight. Rồi bây giờ. Hả? Highlight á cô. Highlight cũng được. Giờ cô nghe nghe cô nói nè. Bây giờ cô sẽ gọi tên các bạn để sửa bài ha. Bạn nào mà đáp án bị sai á thì viết cái đáp án đúng ở một bên đó cho cô nha. Viết bằng cái bút khác màu cho cô ha. Không có gạch đáp án sai nha. Mấy bạn viết đáp án đúng kế đó. Dạ, cô không thì lấy bút được. Hả? Đúng rồi. Giống như là bây giờ mấy bạn tự chấm 10 câu này cho các bạn nè. Nhưng mà sửa đáp án đúng vào bằng cái viết khác màu cho cô nha. Khi mà nộp bài là cô phải thấy luôn cả đáp án sai và đáp án đúng nha mấy bạn. Xong có 10 hết chưa? Dạ rồi. Cái gì vậy Thịnh? Nói gì vậy con? Là cô nói sửa là giờ con, nếu con có sai là con sửa dưới hả cô? Đúng rồi, bạn nào đúng thì thôi, còn bạn nào mà đáp án bị sai so với đáp án cô sửa thì mình ghi đáp án đúng bằng cái viết khác màu kế bên đó cho cô nha. Dạ. Rồi hiểu chưa? Giống như mình đang chấm bài cho mình rồi mình sửa bài vậy đó. Rồi lên cái câu số 1. Bạn ơi, Trường Khánh mấy bạn vô sau đó. Mấy bạn vào sau đó, bạn làm câu 1, câu 2, câu 3 đi. Rồi bây giờ cô gọi tên mấy bạn trả lời nha, sửa bài nè. Chỉ có những bạn vào trễ thì làm lại cái câu 1, 2, 3 nè. Còn những bạn còn lại là mình sẽ nhìn vào cái vở của mình đó. Cái bài mình làm đó, mình trả lời cho cô nha. Rồi Khánh Trinh ơi, câu số 10. Câu số 10 là gì con? Dạ cho cô, câu số 10 là B, không đổi C ạ. À. Duy Hưng nè, bật cam lên nè. Truy bài tắt lao làm gì? Câu số 10 con làm trong vở sao? Duy Hưng có nghe cô nói không? Dạ con làm trong vở là B, 10 độ C ạ. À. Cái gì lộn? Không đổi C ạ. À. Con phải ghi luôn cái câu ra mà. Con ghi cái câu ra giống như trong bài con làm á. À dạ. Ghi luôn câu trong hỏi. Trong nhiệt dây di liễu, nhiệt độ đông đặc của nước là B, 0 độ C ạ. À. Rồi. Rồi mấy bạn nghe nè, câu số 10 nè. Tôi không nhìn thấy đề. Câu số 10 đáp án của mình là B ha. Rồi đọc lại đề cho cô, đọc lại cái câu hỏi với câu trả lời luôn Đạt ơi, đọc to lên Đạt. Dạ thưa cô, là câu 10, trong nhiệt dây Celsius, nhiệt độ đông đặc của nước là, đáp án của con là B, 0 độ C. Đáp án của mình là câu B nha. Dạ. Rồi. Có phải câu B là 0 độ C không vậy? Do cô không kéo đề xuống được nè. Con nói đi câu B gì đâu. Mình chỉ ghi độ C. Câu B không độ C. Rồi không độ C câu B nha. Các bạn sửa vào, các bạn mà làm sai các bạn sửa vào. Rồi tiếp. Trường Khánh ơi, câu 1, câu 2, câu 3 xong chưa? Đẹp. Học Minh là hết đề xong chưa? Xong hết 10 câu chưa? Rồi bây giờ cô sửa câu số 1 luôn nè. Câu 1, Quỳnh Anh. Dạ, đơn vị đo thời gian trong hệ đóng thống đo lường chính thức ở nước ta là, em chọn là A tuần, B ngày, C giây, D giờ, em chọn là đấy. Câu C. Đọc đáp án đúng thôi, không có đọc đề nha. Dạ, dạ em chọn là câu C là giây. Rồi. Câu số 1, câu C là giây nha. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là C, giây.
Được chưa? Mình trả lời vậy đó. Mấy bạn sửa bài nè. Rồi câu số 2, Trường Khánh. Trước khi đo thời gian của một hoạt động, ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để lựa chọn nhỏ thứ cho chọn câu A, lựa chọn đồng hồ phù hợp. Rồi đúng rồi ha, câu số 2 là A nè. Trước khi đo thời gian của một hoạt động, ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để lựa chọn đồng hồ đo phù hợp. Đáp án A nha. Rồi câu số 3. Câu số 3 vì có cái hình vẽ nè, cái dụng cụ này nè, cái hình vẽ này không? Cái hình cái bên nè, cái này là dụng cụ dùng để gì hơn? Trả lời câu này cho cô nè. Nhi Hân ơi. Rồi Học Minh có xúc làm bài đi, Học Minh cứ bay như vậy làm sao mà theo dõi kịp đi Học Minh. Nhi Hân ơi. Con mở mic lên con làm mất thời gian quá đó Nhi Hân. Nhân ơi bật mic lên đã. Dạ con. Đây là câu số 3 đi. Con để cái iPhone, con để cái iPhone nói thích ra nè, đừng có để sát miệng nè. Câu số 3 này, cái hình kế bên, cái hình bên này nè là dụng cụ đo như vậy con. Em thấy cô con chọn hồ sơ, dụng cụ đo thời gian. Ờ, cái này là cái đồng hồ ha, thì là dụng cụ đo thời gian nha. Con lần sau giáo viên hỏi thì con nhanh chóng con trả lời nha con. Nha. Rồi câu số 4 nè. Câu số 4 Chí Dũng. Câu số 4 là có chọn câu B. Con làm trong sách vậy đó hả? Con vở của con làm vậy đó hả? Cô dặn làm bài sao con? Đọc cái đề, sau đó mới đọc đáp án trả lời. Có viết lại cái đề không? Viết lại cho con hỏi không? Để rồi thời gian của vận động viên chạy 100m loại đồng hồ thích hợp nhất là B, đồng hồ đúng nha. Rồi đúng rồi ha. Rồi đúng rồi nè. Câu số 4 là B nha, đồng hồ bấm giây. Cô sửa nhanh nha mấy bạn, không mất thời gian nhiều quá. Rồi câu số 5. Cái này là hôm bữa trước là mình đã học rồi đó, cô chỉ khảo bài lại thôi, Mai Thảo. Dạ. Mai Thảo làm câu số 5 con. Dạ, cô là câu D. Đọc câu hỏi sau đó mới trả lời. Để đo thời gian đi từ nhà đến trường, em sử dụng đồng hồ nào trong các đồng hồ sau đây là phù hợp? A. Đồng hồ cát. B. Đồng hồ bấm dây. C. Đồng hồ treo tường. D. Đồng hồ đi tay. Ôi sao có tắt nghe rồi cô? Rồi cô Hồng chưa có kết nối âm thanh được á. Dạ. À. Dạ. Cô ơi, cô có cái mà cô Hồng chiếu trên không cô? À cái 10 câu truy bài đó cô. À đó là 10 câu mà khoa học tự nhiên chúng ta làm ở trong súp rồi nha. Tại hồi nãy là cô Hồng soạn, cô không có soạn nha. Dạ. À. Ý thế này. Để trên súp á. Rồi đây cô mở súp ra cho. Nhưng mà bây giờ máy bên cô Hồng có vấn đề rồi đó, cho nên bây giờ cô sinh hoạt nha, cô sinh hoạt luôn. Dạ.
Trời ơi, cho con rửa sân cô. Dạ ra hả? Rồi con đi đi. Rồi bây giờ con sinh hoạt luôn nha. Được chưa? Còn cái truy bài đó thì hiện tại là đã được đặt có ở trên sub rồi nha. Hiện tại đã có ở trên sub cho nên là chúng ta sẽ nộp ở trên đó nha. Còn bây giờ thì cô sẽ coi như là sinh hoạt cho chúng ta phần tổng kết á. Rồi cô sinh hoạt bên cơ sở 2 chờ một chút xíu cô Hồng vào thì cô Hồng sinh hoạt bên cơ sở 1 và cơ sở 4 nha. Còn phần truy bài đó thì chúng ta sẽ nộp trên sub luôn nha. Bài đã có trên sub rồi nha. Hết rồi. Rồi. Cô nhưng mà cô Hồng nói là còn một cái bài tập toán nữa cô. À. Rồi cô vào rồi nè. Cái bài toán đó thì thôi bây giờ mình làm 10 câu đó thôi ha. Do là cũng hết giờ, bây giờ mấy bạn nộp bài bên sub cho cô nha. Dạ. Cái đó mình phải sinh hoạt chứ không là mình bỏ lỡ mấy tiết sinh hoạt rồi mấy bạn không có nắm được. Cô còn cái sửa bài sao cô? Rồi bây giờ cô sửa tới cái bài đó, cái này là đã làm rồi ha, sửa tới nhiêu đó câu đi. Rồi hôm sau sửa tiếp nha. Dạ, vậy là chụp hình. Chúng ta làm của chúng ta rồi chúng ta đọc lên trên sub nha. Chúng ta làm 10 câu đó. Tôi vậy là nộp bài hỏi sửa luôn hả cô? Rồi phải, mình sửa được mấy câu rồi sửa như đó thôi. Còn mấy câu kia thì để như vậy rồi hôm sau cô sửa nha. Dạ. Ôi, giờ con nộp lên sub hả cô? Đúng rồi. Cô lấy sinh hoạt nhưng trước là cô lấy. Con nộp xong rồi nha cô. Dạ. Rồi tụi con nộp xong thì bật camera lên nha. Để cô sinh hoạt nha. Cô sinh hoạt bên cơ sở 2 trước nè. Rồi cơ sở 2 thì cái tuần trước nữa cô không có sinh hoạt đúng không? Là cái tuần thứ 2 của tháng 10 đó. Được chưa? Rồi bây giờ thì cô chỉ nói phần tổng của tháng 10 thôi. Còn tuần thứ nghĩa là hai tuần cuối của tháng 10 đó cô sẽ chiếu lên sau nha. Bây giờ cô sinh hoạt tổng của tháng 10 được chưa? Tại vì do là lúc đó máy cô bị bảo trì đó cho nên mất dữ kiện thì cô sẽ sinh hoạt hai tuần kế đó thôi. Cô chỉ tổng kết hai tuần đó thôi. Rồi trong phần hai tuần này nè, chúng ta nhìn nha. Còn điểm thành phần thì cô sẽ đưa lên hai tuần đó sau. Vậy trong tháng 10 cô nhận xét nè, chỉ có bạn Hồng Ân, bạn Khắc Lễ, bạn Bảo Ngọc, Khánh Trinh và bạn Quân là học tập đạt nha. Đạt gọi là đạt cô vừa lòng đó. Còn những bạn khác nè, bạn Anh Khoa thì con chưa đạt, con học tập chưa đạt trong tháng vừa rồi, nghĩa là nhiều lần con không làm bài tập, camera con tắt nhiều lần trong lớp học nha Anh Khoa. Rồi Tấn Trọng nè, Tấn Trọng khoảng thời gian đầu á con học rất là tốt, nhưng từ tháng vừa rồi con học chưa tốt, được chưa? Con học chưa tốt cho Tấn Trọng về tác phong của con á. Trong lớp camera đặt không đúng chỗ quy định và có lúc tắt luôn, được chưa Tấn Trọng? Cô không hài lòng về cái đó nha con. Con chỉnh sửa về phần này cho cô. Rồi Thái Bình nè. Thái Bình về tác phong ngồi học của con á, tác phong ngôn phong thì cô hài lòng. Nhưng mà về phần học tập cô không hài lòng của con, đó là bài tập và truy bài nhiều lần trong tuần con không nộp nha Thái Bình. Cái này là con cần khắc phục nha. Rồi con cần khắc phục tuy tuần cái tháng 10 đó. Tháng 10 là con vi phạm cái này rất là nhiều. Rồi Duy Hưng nè. Duy Hưng vi phạm cả hai vấn đề. Thứ nhất là bài tập và truy bài con không nộp nhiều lần trong tuần. Cái thứ hai nữa là camera tắt nhiều lần trong lúc học. Rồi một vấn đề cô cần nói với Duy Hưng đó là tương tác với giáo viên đó. Con chưa tương tác trong lúc học, nghĩa là khi giáo viên gọi con cứ cà cơi con tình ca, nghĩa là đợi một lúc sau con mới trả lời. Khi con trả lời á, con để cái mic sát bên cái miệng của con làm cho cái tiếng ồn nó vọng lên. Thì cô yêu cầu Duy Hưng là, Duy Hưng có nghe cô nói không nào? Bật mic lên nào Duy Hưng. Dạ con. À, nghe cô nói nghe cô dặn nha. Mỗi lần giáo viên gọi thì mình phải bật mic, mình dạ liền được chưa nào, để giáo viên biết là mình đang tương tác với giáo viên. Cái thứ hai nữa con để cái mic xích ra.
đừng có gần cái miệng con để ra, được chưa, để giảm cái tiếng vọng, được chưa nào? Rồi cái đó là cô cần nhắc con nghe. Thứ nhất là bài tập phải nộp đầy đủ, bài tập nè, bài truy bài nè, con phải nộp đầy đủ và làm thật là cẩn thận nộp cho cô. Cái thứ hai là không được lắp camera trong lớp học thì giáo viên nhắc. Cái thứ ba nữa là khi giáo viên gọi mình phải dạ và mình tương tác liền, được chưa? Rồi mic thì để xích ra cho âm thanh của nó nhẹ nhàng để các bạn không bị vọng tiếng ồn đó, được chưa Duy Hưng? Con vi phạm là rất là nhiều lần trong tuần nha, tôi nhắc nhở con là trong tháng 10 con vi phạm rất là nhiều như vậy. Cô mong rằng con sẽ cải thiện, cô muốn con tiến bộ hơn nha Duy Hưng. Rồi thả con cái nào rồi nha. Rồi Đăng Khoa nè, Đăng Khoa ơi, có nghe cô nói không? Bật mic đi con. Vũ Đăng Khoa, Vũ Đăng Khoa có nghe cô nói không? Dạ có cô. À, nghe cô nhận xét con nha, trong tháng 10 nha, con không làm bài tập và truy bài, không nộp truy bài nhiều lần, cũng không làm bài tập nhiều lần, được chưa? Những bài con làm thì một cách qua loa lấy lệ thôi, làm theo kiểu đối phó thôi, cô không có hài lòng. Về tác phong ngôn phong ở trên lớp của con thì cô hài lòng, nhưng về học tập của con hoàn toàn cô không hài lòng. Vậy Khoa ơi, cô đã báo với phụ huynh rồi, cô mong là tháng 11 này con bắt đầu sửa chữa cho cô nghe Đăng Khoa. Nghe cô nói không Đăng Khoa? Dạ. À, con không thể để như thế này được, để như thế này thì chúng ta sẽ sa sút rất là nhiều nha. Rồi, bạn Ngọc Thị Đạt nha, bạn Trần Gia Bảo nè. Trần Gia Bảo, cô mong là Trần Gia Bảo cố gắng tự mình làm bài một cách nhiều hơn nha Gia Bảo. Rồi Trường Khánh, Trường Khánh ơi, về học tập thì cô hài lòng của con, nhưng mà về cái tác phong lớp học á, cô chưa hài lòng nha Trường Khánh. Con tắt cam rất là nhiều nha con. Trường Khánh bật mic lên, có nghe cô nói không? Dạ. À, cô muốn chúng ta vào lớp á, chúng ta phải đồng bộ với nhau. Các bạn không tắt cam thì mình không tắt cam, các bạn nghiêm túc học thì mình nghiêm túc học, được chưa? Mình như thế này mà mỗi lần cô nhắc là phiền tới các bạn dữ lắm. Các bạn đang học mà nghe âm thanh cô nhắc, các bạn cũng không có vui đâu. Mình như vậy là ảnh hưởng tới các bạn đó. Cô mong rằng những tuần kế tiếp, những tháng kế tiếp, cô không phải nhắc con việc này nữa. Tại vì mình lớn rồi mà, cô tôn trọng các con, thì mong rằng các con có thể là học tập nghiêm túc, ngồi học nghiêm túc cho cô nha. Rồi Vũ Phong nè, Vũ Phong bật mic lên nghe cô nói nè. Vũ Phong đâu? Có ở đó không? À, Vũ Phong nha, con cũng một vấn đề giống như bạn Trường Khánh, đó là con tắt cam rất là nhiều, để giáo viên nhắc nhất là nhiều trong lúc học. Chẳng hạn như vừa rồi đó, vừa rồi có một tiết truy bài thôi mà cô nhắc con tới 3 lần. Rồi cô yêu cầu con thứ nhất là nếu mà con xài điện thoại thì điều chỉnh cái camera, điều chỉnh cái chế độ cài đặt màn hình, là không cài đặt giờ ngủ, được chưa? Tại vì mỗi cái điện thoại á, nếu cài đặt giờ ngủ quá thấp, nghĩa là 1 giây, 2 giây, 5 giây gì đó, thì nó sẽ dễ tắt màn hình. Cho nên con không nên cài đặt chế độ giờ ngủ cho màn hình nha. Phong nghe cô nói không? Rồi hạn chế việc tắt cam, cô mong rằng cô không phải nhắc con việc này nữa. Tại vì cô rất hài lòng, cô khen con là cô rất hài lòng về cái thái độ học của con, về cái học tập của con đó. Nhưng mà cái tác phong, hồi họp, camera rồi này kia con chỉnh sửa cho cô để mình hoàn thiện hơn nha Phong. Rồi Lộc ơi, Lộc có nghe cô nói không Lộc? Minh Lộc ơi, có nghe cô nói không? Minh Lộc có nghe cô nói không nào? Nghe. À, Lộc ơi, à, con nghe cô nhận xét nè. Về bài tập của con nha, con làm chưa có chỉnh chu, còn làm bài tập theo cách đối phó nha, thật sự là chưa cẩn thận chút nào. Rồi, về ngôn phong của con cần cải thiện. Khi con nói chuyện với giáo viên đó, con cần cải thiện. Con không thể trả lời không có sách hay gì đó, con không thể trả lời như vậy được, được chưa nào? Rồi những cái sách vở thì mình phải có nhiệm vụ, mình nói với phụ huynh là mình phải nói với phụ huynh của mình là chuẩn bị sách nha. Con gần hết một học kỳ rồi, cô cũng đã nhắn với phụ huynh rồi, nhưng mà ở nhà con phải nói thêm với phụ huynh để phụ huynh quên con. Cô không thể nhắc hoài, mà con phải nói nhắc với phụ huynh là mua cho con sách để con học, chứ để là con không nhắc là phụ huynh quên đi thì sẽ không có mua sách, con sẽ không có sách học. Rồi Minh Lộc nè, về học tập, về con có tiến bộ, nghĩa là con có bắt đầu làm bài, nghĩa là tiến bộ hơn so với những tuần đầu. Nhưng mà cô mong rằng con phải cố gắng hơn nữa, bởi vì sức học của con khá là yếu, con chưa có bằng các bạn nha Minh Lộc. Lộc có nghe con nói không?
À, đó là cái tuần, đó là tổng kết của tháng 10. Rồi tuần vừa qua cô nhận xét như sau. À, các bạn mà đạt tuyệt đối yêu cầu của cô đó, đó là bạn Hồng Ân, bạn Khắc Lễ, bạn Ngọc và bạn Khánh Trinh. Còn những bạn còn lại thì ở mức độ tương đối. Rồi cô nhận xét là bạn Thái Bình nè. Trong tuần vừa qua nha, bắt đầu khi cô làm việc với phụ huynh thì con chỉ bắt đầu chỉnh sửa thái độ học của mình vào ngày 6, ngày 8 mà thôi, nghĩa là mới 2 ngày gần đây thôi. Cô cái đó cô đã động viên, được chưa? Nghĩa là cô khuyến khích như vậy. Và những ngày kế đó thì con, những ngày trước đó thì con không có đạt yêu cầu đó. Những ngày trước đó thì con không có đạt yêu cầu. Con mới bắt đầu cải thiện từ ngày 6, ngày 8 thôi. Cho nên điểm trừ của con vẫn là rất là cao nha Thái Bình. Được chưa? Nghĩa là có thay đổi, cho nên cô không phê bình ở đây. Cô chỉ nói là học tập của con còn khá là yếu thôi. Được chưa nào? Rồi. Về Duy Hưng nè. Duy Hưng nè, con chỉ cải thiện đúng một ngày thôi. Con chỉ cải thiện đúng một ngày, nghĩa là ngày 6 với ngày 8 hôm qua đó. Ngày 6 với ngày 8 hôm qua là con bắt đầu làm bài thôi. Nhưng số lượng bài làm của con vẫn chưa đạt yêu cầu. Nghĩa là vẫn chưa làm hết số bài tập thừa trước đó. Nghĩa là những ngày trước đó mình không làm thì bây giờ mình phải làm bù chứ con. Con không làm con không thể nào bỏ luôn được nha Duy Hưng. Rồi Đăng Khoa nè. Con rồi Đăng Khoa, con cũng mới chỉ chăm chỉ làm bài 2 ngày là ngày 6, ngày 8 khi cô làm việc với phụ huynh thôi. Rồi cô nhắc nhở Đăng Khoa những bài tập trước đó nha. Những bài tập trước đó vào làm. Nếu mà vào bài đã đóng rồi thì liên hệ với cô. Cô mở ra mốc thời gian cho con để con làm nha. Tại vì bài tập của con còn thiếu rất là nhiều. Con mới cải thiện được 2 ngày, nghĩa là có cải thiện. Cho nên hiện tại tuần này cô không xử phạt con. Cô chỉ xét đợi con, tác phong học tập trên lớp tốt. Nhưng mà cái việc học tập của con á, cái sức học của con thì vẫn còn yếu thôi. Rồi, Trần Gia Bảo nè. Nề nếp của học tập của con thì đạt yêu cầu. Rồi vẫn như là tháng 10. Cô mong rằng Trần Gia Bảo có thể tự mình làm bài thì cũng hơn nha. Trường Khánh tuần này việc nhắc cam con vẫn còn tắt cam, nhưng mà cái việc nhắc á thì có nhanh hơn, nghĩa là nhắc một tiếng hai tiếng thì con mở chứ không để cô chờ lâu. Vì vậy cô vẫn trừ điểm con, vì vậy cô vẫn trừ điểm con nha Trường Khánh, và con chỉ đạt loại khá thôi nha con. Rồi Vũ Phong cũng tương tự như vậy, tuần vừa rồi vẫn để cô nhắc cam, tuy là bật lên nhanh hơn nhưng mà vẫn còn tắt rất là nhiều. Cho nên cô vẫn phê bình nha Vũ Phong ơi, con phải cải thiện. Trường Khánh với Vũ Phong nè, hai đứa học khá tốt mà để cái phần này liên lụy tới mình là không tốt đâu nha hai đứa. Hai đứa học khá tốt thì phải cải thiện cái tác phong ở trên lớp lúc ngồi học. Camera đừng có tắt để cô nhắc nữa, được chưa? Cho nên chúng ta cải thiện để chúng ta hoàn chỉnh hơn hai đứa. Rồi Lộc nè, con có cải thiện về tác phong trong tuần vừa rồi, được chưa? Ngồi học nghiêm túc, giáo viên nói thì nghe đó, được chưa? Nhưng mà học tập con vẫn yếu nha. Vậy là cần cải thiện nha Minh Lộc ơi. Dạ. À, con cố gắng nha, được chưa? Rồi Duy Hưng có nhắc rồi đó nha, mai mốt giáo viên gọi thì bật mic lên trả dạ liền. Dạ trước, rồi giáo viên hỏi gì mình mới trả lời, không để giáo viên chờ lâu nha Duy Hưng. Duy Hưng nghe cô nói không? Dạ nghe cô. À, bật mic lên, dạ liền, rồi để giáo viên hỏi chứ đừng để giáo viên chờ lâu. Giáo viên chờ lâu là mất thời gian. Các bạn khác đợi rất là lâu, các bạn rất là chán, được chưa? Cho nên bật lên là mình phải trả lời liền. Rồi, hiện tại là như vậy. Tại vì thời gian không có nhiều cho nên cô sinh hoạt như đó thôi nha. Cô sẽ chụp cái phần này đưa lên group của chúng ta. Chúng ta có thắc mắc gì á, thì nói lại cho cô. Tại vì còn các bạn bên cơ sở 1 nữa nha. Được chưa cơ sở 2? Rồi cô Hồng ơi. Rồi. Có thắc mắc gì thì cô chụp lên trên group rồi chúng ta thắc mắc nha. Bây giờ cô nhường cho cô Hồng để cô Hồng sinh hoạt cơ sở 1 nha mấy em. Dạ. Cô nè, Tí Dũng đi đâu con? Tí Dũng ơi. Dạ. Tí Dũng ơi.
Rồi bạn mở cam này để cô sinh hoạt nè. Ơi, cô bật cam, bây giờ cô bật xe chi vậy cô? Cô bật rồi. Dạ. Rồi. Bữa giờ mình không có được sinh hoạt, mình không có được nhắc nhở nhiều mà hình như là không được nhắc nhở cho nên mấy bạn quên đúng không? Mấy bạn quên thành ra cái tác phong học tập vào lớp làm bài tập của mấy bạn mấy cái tuần kế đây nè. À, rất là trì trệ ha. Bài tập thì cô phải nhắc làm, giống như là cô phải đòi đó, cô phải đòi nợ đó. Rồi đi vào trễ ha, thì mình cố gắng mình chỉnh đốn dần dần nha. Giống như hôm qua là cô thấy là hôm qua là mình có tiến bộ là mình vào lớp rất là sớm ha. Nhưng mà hôm nay lại có một vài bạn lại bắt đầu quên. Hình như không nhắc mấy bạn là mấy bạn quên. Nhưng bây giờ mình lớn rồi, bây giờ mình lên lớp 6 rồi, mình lớn rồi, mình cố gắng, mình biết cái quy định như vậy, mình cố gắng mình vào sớm giúp cô nha, không có để cô ngày nào phải nhắc tới nhắc lui về cái việc mà mình vào lớp như mấy bạn. Tất cả các bạn luôn nè, tất cả các cơ sở luôn nè. Ha. Rồi bây giờ cô nhận xét nè. Nhận xét cái phần bài thi của mình nha, về tác phong thi, về tích cơ cái tuần trước, tuần thứ 3 tháng 10, thứ 3 tới thứ 4 tháng 10 và tổng kết điểm của tháng 10 luôn, còn tháng 11 còn 2 tuần sau đây thì cô để cho tiết sau nha mấy bạn. Các bạn có nghe rõ cô nói không? Ai hỏi gì vậy? Dạ. Ai mới hỏi gì vậy? Rồi. Về cái nề nếp thi của mình, về cái tác phong của mình thì rất là tốt ha. Nói chung là mấy bạn có đầy đủ hai thiết bị, bạn vào đúng giờ. Chỉ có cái môn toán cái ngày cuối cùng là giống như hình như hai ngày đầu suôn sẻ quá, cái ngày sau bắt đầu quên đúng không, là có trục trặc chút xíu, nhưng mà thôi nói chung là cũng ổn rồi. Về cái điểm của mấy bạn đó ha, cái này là thi giữa kỳ một, bắt đầu mình bắt đầu làm quen với cái việc mà mình thi online đó, dùng hai thiết bị đó, cho nên là đề nó không có đánh đố gì ha. Đề cương nó ra cái gì thì mình hình như là giống như là đề cương á, phần đề cương là mình giống ôn nên nó cũng sát đề ha. Nhưng mà cuối kỳ là nha mấy bạn, mình sẽ thi rất là nhiều môn, tất cả các môn luôn, mình sẽ thi online như vậy luôn đó, và đề và nội dung ôn bài nó rất là nhiều ha, chứ không phải giống như đợt thi vừa rồi mình thi đâu nha. Cho nên mấy cái tuần sau này các bạn tập trung giúp cô, tại vì bây giờ mình tập trung học khoảng tháng này là mình sẽ tập trung kiểm tra những cái môn còn lại đó, những cái môn còn lại mà mình chưa kiểm tra tập trung đó, mình sẽ dồn mình kiểm tra và sau đó là mình sẽ ôn tập rồi mình thi cuối học kỳ một liền bây giờ đó nha mấy bạn. Cho nên là mình phải tập trung cái việc học hành giúp cô nha, không để cô nhắc nhở nhiều nha mấy bạn về cái việc làm bài tập đó, làm bài, học bài, ghi chép bài. Cái điểm thi của mình đó, một số bạn là đề đã ôn như vậy rồi, môn ngữ văn đó, ôn hai câu như vậy rồi các bạn vào mà làm không có đạt yêu cầu đó ha. Hôm qua thầy Khang cũng có nhận xét rồi, thì cái này là về chuyên môn ha. Thầy cô bộ môn nhận xét thì mình cố gắng mình lắng nghe và mình rút kinh nghiệm cho mấy bạn. Còn một số bạn là cô không hiểu tại sao là đã làm bài mà ôn đi ôn lại là điểm rất là thấp. Những bạn như vậy cô đã nhắc rồi ha, cô đã ghi nhận xét ở bên phụ huynh rồi nha. Tuần nào cô cũng có gửi nhận xét về hết, cho nên là mấy bạn phụ huynh cũng nắm ha, mấy bạn cũng có thể là mấy bạn đã nắm rồi đó, nên đây cô không có nhắc lại nhiều ở đây nha mấy bạn. Rồi mình sai ở chỗ nào cô có chỉnh rồi ha, cô có nhận xét hết rồi, mấy bạn cố gắng sửa đổi nha mấy bạn. Những bạn không làm bài tập đó cô đã nhắc nhở rồi, cô cho biết kiểm điểm rồi, mấy bạn cũng phải cố gắng sửa đổi giúp cô nha. Rồi bây giờ cô chiếu lại cái phần cái tuần thứ 3 tháng 10 nè, và giải thích sơ sơ cho mấy bạn, tại cô đã gửi tin tức cho mấy bạn rồi ha, có nhiều bạn thắc mắc đó. Và ở đây tháng 10 của mình, tháng 10 của mình cái tuần thứ 3 đó là mình ôn tập ha, ôn tập cho nên là mình sẽ cái phần này á, cô chấm về cái chuyên cần nè. Rồi cái phần mà truy bài ha, truy bài cô không có chấm mấy bạn nào mà cái truy bài ngày 18 là cô cho điểm hết nè. Tại vì cái này là đã ôn tập rồi, chiếu lên nhiều bạn một
cô biết cái phần này ha, cái phần thi bài nè, cô nhắc cô cái phần thi bài nè. Nhiều bạn vào lớp thi bài rất là nghiêm túc, tức là mình học thuộc, mình thi bài. Còn có nhiều bạn là mở vở ra chép ha, chép sau đó là nộp lên cho cô, mà sau đó là cô chấm cái điểm này rất là cao, nhưng mà điểm thi là rất là tệ nha. Nha, một số cô bạn cho là con được... cho con một thắc mắc cô, giờ con trễ là vào ngày 18 vậy con, lúc đó là mấy giờ là con mới vô vậy cô? Rồi ngày 18 con trễ hả? Con trễ dạ. Con vào bữa đó con trễ, con trễ cô có gọi con đó nhớ không? Dạ nhớ, dạ nhớ. Cái hôm mà cô gọi con đó là hôm đó cô chấm con trễ đó. Dạ. À, rồi. Cô đang nói ở đâu cô quên mất tiêu rồi không? À, tri bài. Nhiều bạn là chép tri bài rất là tốt nha, điểm thi bài rất là cao, sau đó là điểm thi, điểm làm bài rất là tệ, là chứng tỏ là bạn không có thi bài nghiêm túc ha. Mình không có nhìn đề, mình làm bài, mình vỡ, mình chép và mình nộp đối phó cho cô ha. Cái tình trạng này chấm dứt cho cô nha. Mấy bạn thuộc câu 1, mấy bạn làm câu 1, thuộc câu 2, làm câu 2, nộp lên cho cô, chứ không có phải là chép hết đầy đủ, sau đó nộp lên để làm gì vậy? Để lấy điểm thi bài hả? Lấy điểm thi bài đâu có tác dụng gì đâu mấy bạn. Điểm thi bài, điểm chuyên cần của mình là để đánh giá chung cái tác phong nề nếp của mình ha. Nó rất là thấp. Cái phần thi bài nó rất là ít à. Thi bài mà đầy đủ là tổng điểm có 5 điểm à. Thấy không? Trong khi mà không tập trung rồi tất cả rồi không làm bài tập rồi. Nếu mà làm thiếu bài tập nè, thang điểm là chấm là không làm bài tập là trừ hết 10 điểm rồi. Cho nên mấy bạn... cô không có vui với bạn đối phó như vậy nha mấy bạn. Mấy bạn chấm dứt cái tình trạng là chép bài thi bài nộp cho cô nha. Chờ mình làm một câu thì mình phải nộp một câu cho cô. À, và có tình trạng là không làm thi bài luôn. Vào là lẽ ngồi chơi, 30 phút đầu giờ ngồi chơi, sau đó cô để tới 9 giờ cũng không có nộp luôn, 9 giờ rưỡi cũng không có nộp bài thi bài luôn nha. Ha. Rồi những bạn đó thì cô đã nhắc nhở rồi, cô đã gọi điện cho phụ huynh rồi, nhận xét trong tuần luôn rồi. Những bạn đó bạn rút kinh nghiệm cho cô nha. Còn bạn phải tiến bộ hơn nha, đặc biệt là bạn phải nêu tên một số tên chứ. Bạn Quốc Khánh nè, cô nhắc nhở rồi nhưng mà hôm qua cô vẫn thấy con chưa có làm bài tập nha Quốc Khánh. Nha. Thì không có được bài đầy đủ nè. Làm cho cái môn tiếng Anh rồi mà cái sức nó bị lỗi hay sao á cô, nó để tới 8 giờ luôn á cô, nó để tới 8 giờ luôn á cô. Hôm qua cô nói là con tự nhiên tới 7 giờ tối, nhưng mà thật ra là cô để tới 8 giờ tối cho những bạn là chưa làm, các bạn làm. Nhưng mà vẫn có bạn là không đọc bài ha. Rồi, bạn Quốc Khánh nè, những bạn mà hay không có làm thi bài, Quốc Khánh Mai Thảo nha. Rồi bây giờ mình nhìn nè, trong cái tuần cái phần thi bài mà màu vàng như vậy là mấy bạn không có làm nộp bài thi bài cho cô đó. Thấy chưa? Rồi còn không làm bài cô đã liệt kê ra đây luôn cho mấy bạn đọc luôn đó, những ngày nào môn gì luôn nha. Rồi. Rồi cái đi tuần thứ tư tháng 10 nè. Tuần thứ tư tháng 10 là mình thi cho nên cô không có chấm điểm nha. Không có chấm điểm, cô chỉ chấm cái phần mà có nộp thi bài, là tức là cái bài này để là làm bài thi đó, ôn bài để thi đó. Cô nhận xét cái phần mà làm bài, ôn bài để thi với là cái tác phong tuần của mình nha. Rồi cô không có chấm điểm thi đua, nhưng mà cô sẽ nhận xét cái hạnh kiểm của cái tuần đó của mình. Rồi bây giờ cái hạnh kiểm tổng của cái tháng 10 nè. Rồi tổng của tháng 10, tổng cái tháng 10 là có 4 tuần của mình ha. Đây nè, ví dụ tuần 1 mình tốt thì là tốt, như Bảo Anh đúng không? Tuần 1 tốt, tuần 2 tốt, tuần 3 tốt. Tuần thứ 4 nè, bạn nộp bài đáng là tuần thứ 3 khá luôn đó nha Bảo Anh. Nhưng mà cô là lần đầu cô nhắc nhở nha Bảo Anh. Còn cái tuần thứ 4 là bạn viết một cái bản kiểm điểm luôn. Vì do là bạn không có làm bài mà cô có thể gọi điện tới cho bạn đó. Cho nên cái tuần này bạn khá nha, nhưng mà do là mình thi đua 4 tuần trong 1 tháng thì có 3 cái tốt, 1 cái khá, thì tổng cuối tháng của mình á là tốt nha. Rồi Quỳnh Anh nè,
Quỳnh Anh thì phần cái phần mà tác phong của mình á, chuyên cần của mình á, mình vào đúng giờ cũng tham gia học, nhưng mà lâu lâu thì cũng có bị tắt cam, bị out ra ngoài đó ha. Thì cô cái này mấy bạn Bảo Anh, Quỳnh Anh ơi, con cố gắng con chỉnh lại cái được. Thank you.